Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Thánh Đế Khổ, hoặc tu hành Cái Tướng Thánh Đế Khổ, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Thánh Đế Tập Diệt Đạo, hoặc tu hành Cái Tướng Thánh Đế Tập Diệt Đạo, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Thường Vô Thường của Thánh Đế Khổ, hoặc tu hành Cái Tướng Thường Vô Thường của Thánh Đế Khổ, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Thường Vô Thường của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, hoặc tu hành Cái Tướng Thường Vô Thường của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Lạc Khổ của Thánh Đế Khổ, hoặc tu hành Cái Tướng Lạc Khổ của Thánh Đế Khổ, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Lạc Khổ của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, hoặc tu hành Cái Tướng Lạc Khổ của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Ngã Vô Ngã của Thánh Đế Khổ, hoặc tu hành Cái Tướng Ngã Vô Ngã của Thánh Đế Khổ, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Ngã Vô Ngã của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, hoặc tu hành Cái Tướng Ngã Vô Ngã của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Tịnh Bất Tịnh của Thánh Đế Khổ, hoặc tu hành Cái Tướng Tịnh Bất Tịnh của Thánh Đế Khổ, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Tịnh Bất Tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, hoặc tu hành Cái Tướng Tịnh Bất Tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Không Bất Không của Thánh Đế Khổ, hoặc tu hành Cái Tướng Không Bất Không của Thánh Đế Khổ, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Không Bất Không của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, hoặc tu hành Cái Tướng Không Bất Không của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Vô Tướng Hữu Tướng của Thánh Đế Khổ, hoặc tu hành Cái Tướng Vô Tướng Hữu Tướng của Thánh Đế Khổ, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Vô Tướng Hữu Tướng của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, hoặc tu hành Cái Tướng Vô Tướng Hữu Tướng của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Vô Nguyện Hữu Nguyện của Thánh Đế Khổ, hoặc tu hành Cái Tướng Vô Nguyện Hữu Nguyện của Thánh Đế Khổ, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Vô Nguyện Hữu Nguyện của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, hoặc tu hành Cái Tướng Vô Nguyện Hữu Nguyện của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Tịch Tịnh Bất Tịch Tịnh của Thánh Đế Khổ, hoặc tu hành Cái Tướng Tịch Tịnh Bất Tịch Tịnh của Thánh Đế Khổ, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Tịch Tịnh Bất Tịch Tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, hoặc tu hành Cái Tướng Tịch Tịnh Bất Tịch Tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Viễn Ly Bất Viễn Ly của Thánh Đế Khổ, hoặc tu hành Cái Tướng Viễn Ly Bất Viễn Ly của Thánh Đế Khổ, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Viễn Ly Bất Viễn Ly của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, hoặc tu hành Cái Tướng Viễn Ly Bất Viễn Ly của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Vô Minh, hoặc tu hành Cái Tướng Vô Minh, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, hoặc tu hành Cái Tướng hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Thường Vô Thường của Vô Minh, hoặc tu hành Cái Tướng Thường Vô Thường của Vô Minh, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Thường Vô Thường của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, hoặc tu hành Cái Tướng Thường Vô Thường của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Lạc Khổ của Vô Minh, hoặc tu hành Cái Tướng Lạc Khổ của Vô Minh, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Cái Lạc Khổ của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não,
hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của vô minh, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của vô minh, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của hành tức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của vô minh, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của vô minh, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của vô minh, hoặc tu hành cái tướng không bất không của vô minh, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, hoặc tu hành cái tướng không bất không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của vô minh, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của vô minh, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của vô minh, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của vô minh, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của vô minh, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của vô minh, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của vô minh, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của vô minh, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, hoặc tu hành cái tướng viễn ly của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành bốn tịnh lự, hoặc tu hành cái tướng bốn tịnh lự, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành bốn vô lượng bốn định vô sắc, hoặc tu hành cái tướng bốn vô lượng bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của bốn tịnh lự, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của bốn tịnh lự, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của bốn vô lượng bốn định vô sắc, hoặc tu hành cái tướng thường của bốn vô lượng bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của bốn tịnh lự, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của bốn tịnh lự, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của bốn vô lượng bốn định vô sắc, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của bốn vô lượng bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của bốn tịnh lự, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của bốn tịnh lự, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa.
hoặc tu hành cái ngã vô ngã của bốn vô lượng bốn định vô sắc, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của bốn vô lượng bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của bốn tịnh lự, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của bốn tịnh lự, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của bốn vô lượng bốn định vô sắc, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của bốn vô lượng bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của bốn tịnh lự, hoặc tu hành cái tướng không bất không của bốn tịnh lự, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của bốn vô lượng bốn định vô sắc, hoặc tu hành cái tướng không bất không của bốn vô lượng bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của bốn tịnh lự, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn tịnh lự, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của bốn vô lượng bốn định vô sắc, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn vô lượng bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của bốn tịnh lự, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn tịnh lự, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của bốn vô lượng bốn định vô sắc, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn vô lượng bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn tịnh lự, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn tịnh lự, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn vô lượng bốn định vô sắc, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn vô lượng bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của bốn tịnh lự, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của bốn tịnh lự, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của bốn vô lượng bốn định vô sắc, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của bốn vô lượng bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành bốn niệm trụ, hoặc tu hành cái tướng bốn niệm trụ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc tu hành cái tướng bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của bốn niệm trụ, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của bốn niệm trụ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của bốn niệm trụ, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của bốn niệm trụ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của bốn niệm trụ, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của bốn niệm trụ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của bốn niệm trụ, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của bốn niệm trụ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của bốn niệm trụ, hoặc tu hành cái tướng không bất không của bốn niệm trụ,
chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc tu hành cái tướng không bất không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của bốn niệm trụ, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn niệm trụ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của bốn niệm trụ, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn niệm trụ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn niệm trụ, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn niệm trụ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của bốn niệm trụ, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của bốn niệm trụ, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành bố thí ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng bố thí ba la mật đa, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của bố thí ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của bố thí ba la mật đa, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của bố thí ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của bố thí ba la mật đa, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của bố thí ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của bố thí ba la mật đa, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của bố thí ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của bố thí ba la mật đa, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của bố thí ba la mật đa,
hoặc tu hành cái tướng không bất không của bố thí ba la mật đa chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh độ bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng không bất không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh độ bát nhã ba la mật đa chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của bố thí ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của bố thí ba la mật đa chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của bố thí ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bố thí ba la mật đa chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của bố thí ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bố thí ba la mật đa chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của bố thí ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của bố thí ba la mật đa chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng năm loại mắt, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành sáu phép thần thông, hoặc tu hành cái tướng sáu phép thần thông, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của năm loại mắt, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của sáu phép thần thông, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của sáu phép thần thông, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của năm loại mắt, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của sáu phép thần thông, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của sáu phép thần thông, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của năm loại mắt, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của sáu phép thần thông, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của sáu phép thần thông, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của năm loại mắt, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của sáu phép thần thông, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của sáu phép thần thông, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng không bất không của năm loại mắt, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái không bất không của sáu phép thần thông, hoặc tu hành cái tướng không bất không của sáu phép thần thông, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của năm loại mắt, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của sáu phép thần thông, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của sáu phép thần thông, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của năm loại mắt,
chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của sáu phép thần thông, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sáu phép thần thông, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của năm loại mắt, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của sáu phép thần thông, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sáu phép thần thông, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của năm loại mắt, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của sáu phép thần thông, hoặc tu hành cái tướng viễn ly của sáu phép thần thông, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa.